Sorry, it's DJ. Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Đó thì bữa nay là em lên cho anh chị em mình xem bốn con chào mèo giá rẻ chim này là ở gốc Cao Bằng nha anh chị em nha. Có một con á thì nó ra cái giọng mái, còn ba con kia á thì nó chưa dám ra giọng nha. Thì bốn cái con này á em bảo hành coi như là mắt móng mỏ tay chân cho anh chị em mình thôi. Đó, không có bị lỗi nha. Đó, bốn con này giá là 600k, đừng có hỏi em là giới tính nha. Đó, hàng phải nói là cực kỳ rẻ luôn ha. Đó, còn hiện tại thì anh chị em mình đang nghe những cái con mà nó sổ giọng mà nó ché ché ở bên kia, giá nó cao nhanh cho nha. Đó thì bốn con này nha. Đó, bốn con này để cho anh chị em mình 600 cành thôi, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ, không có bị lỗi nha. Nhớ giùm em nha, mắt móng mỏ tay chân đầy đủ hết, không bị lỗi. Chim này là em không có bảo hành giới tính nha anh chị em nha. Đó, cho nên là anh chị em mình cũng biết rồi, những cái con mái mà bán lẻ ra là cũng 200k một em rồi đó, còn cái hàng này có 150 mà em bảo hành mắt móng mỏ tay chân thì anh chị em mình đừng có hỏi là giới tính gì rồi đó. Thì trước tiên là bốn con chào mèo này nha, rồi chút xíu nữa em sẽ quay kìa than bồng hai cánh cho anh chị em mình. Bữa nay em có được có 10 con chào mèo thì có bốn con mà hàng giá rẻ cho anh chị em mình, rồi còn bên này thì có 6 con, thì 6 cái con này nó đều sổ giọng phải nói là ngon lành cành đào hết rồi ha. Ví dụ như con số 1 nè, nó tục rất là nhiều nè. Đó, anh chị em thấy không? Đó, chim này không có bị lỗi nha. Đó, 1 nè, 2 nè, đó, 3 nè, 4 nè. Đó, số 1 là số 5 là nó tục nhiều nè, số 5 nè, thấy không? Đó, thấy không? Rồi số 6 nè. Thì nãy giờ là em đang ngồi em theo dõi là em nghe coi như là 3, 4, 5, 6 là sổ giọng rất là nhiều nha anh chị em nha. Hàng này thì sổ giọng rồi, anh chị em mình khỏi hỏi là trống hay mái. Chim này là gốc Cao Bằng nha, để cho anh chị em mình giá coi như là 400 cành một em nha. Đó, chuối em mới gọt em để vô em quên, em chưa khơi khơi ra, nó chưa biết ăn anh chị em à. Đây, là mình phải lấy cái đầu nhọn nhọn đó, mình khơi khơi trái chuối cho nó xù xù giống như chim bỏ. Đó là nó ăn nha. Rồi, con này là cái con số 1 nha. Đó anh chị em, đó con này quét quét nè. Không biết là cái con nào mà hồi nãy em nghe nó cái kiểu mà giọng nó cứ ché ché vậy đó. Đó, rồi đây là con số 1, 400 cành một em nha. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ nha. Rồi, con này con số 2. Đó, tất cả có 6 con thì đều ra giọng hết rồi nha. Con số 2 này nè, anh chị em nào mà liều nha. Đó, nghe lời em, con này về nó chơi cánh nè. Tại nãy em ngồi xa em để ý á. Đó, nó gặp cái bốn cái con ở bên chuồng bên kia là đứng nó cứ nhá cánh lên. Coi con số 2 này nè. Đó, nhưng mà em á, thì em nghe là 3, 4, 5, 6 là nó sổ giọng nhiều nha. Đây, con này con số 3 nè. Đây, số 3 nè. Chim này gốc Cao Bằng nha anh chị em nha. Rồi con số 4, con này tướng rất là cao cầu nè. Đứng lúc nào ướn thẳng lên nè. Mình giống như mực kia đó. Thấy theo. Yếm con này rất là đậm và sâu nha. Đó thì tất cả những cái dòng chim mà em review cho anh chị em mình xem á, thường anh chị em mình để ý nha, tất cả những cái con chim này nó đều có những cái đặc điểm nó khác nhau, không con nào nó giống nhau nha. Đó, anh chị em mình mà là dân chơi chim á thì chịu khó để ý kỹ, những cái con chim này nó đều có những cái đặc điểm nó khác nhau à, không có giống nhau nha. Con này con số 6, số 5 nha anh chị em nha. Rồi con này con số 6. Con số 6 này, cái con này nó chung chim nhưng mà rất là giữ chim nha, và giọng rất là hay nè, cái con số 6 này nè. Đó, giống như cái clip mà em nói với anh chị em mình á, là 3, 4, 5, 6 là nãy giờ em nghe sổ giọng nhiều rồi. Đó. Rồi bây giờ tới lựa bộ giá rẻ nè. Để em quay một loạt rồi em sẽ quay con than bông cho anh chị em mình xem. Than bông hai cánh, bông nhiều lắm. Con này con số 7 nha, con lựa. Lựa này 180 một em nha. Anh chị em nào mà lấy một cặp á, giá là 350k một cặp, là hai con chim trống nha, không có mái nha anh chị em nha. Đó, chim này là chim mép nha. Đây, số 7 nè. Rồi số 8 nè. Đây. Đó, mỗi một ngày là một cái con chim nó khác nhau à. Anh chị em chịu khó để xem những cái clip mới nhất dùm cho em nha. Rồi, trong cái vấn đề mà xem chim đồ này nọ, anh chị em chịu khó nhớ thích cái con nào thì cứ alo lại dùm cho em nha. Đó, cứ nhắn tin xong đồ em bệnh em không có thời gian em trả lời á, tới hồi gọi điện thoại cho em á thì khách nó đã mua rồi đó, thì lúc đó lại tiếc ngẩn tiếc ngơ ra kêu nãy giờ bệnh quá không gọi giờ này nọ đó, cho nên là anh chị em mình thông cảm cho nhau, em cũng thông cảm cho mấy anh, mà mấy anh cũng nên thông cảm cho em, do là em cũng hơi lu bu cái công việc, cái thứ nhất là nhiều lắm đó, cho chim cò ăn uống rồi nghe điện thoại rồi
đó, đóng thùng gửi chim ra các nhà xe. Nói chung là mỗi người thông cảm cho nhau một tí xíu là ok liền, tốt đẹp liền. Rồi đó, con đó là số 9 rồi, bây giờ tới con số 10 ha. Đó, đây số 10 nè. Đó, số 10 đuôi ngắn 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 đều đẹp nha. Đây số 10 nè. Đó. Lửa này là ở bên Đắk Nông nha anh em nha. Con này số 11 chân hồng đẹp lắm nha. Nè. Mà đuôi con này cũng hơi dài dài nè. Con này con số 11 nè. Đó, đẹp không? Dạng chim nè. Rồi con này con số 12 nè. Con số 12 là nó có phân, nó dính ngay cánh nha, chứ không phải chim bông cánh giống như anh Thanh lát em bắt em quay đâu. Đó, con này là cái phân nó dính cánh. Con này là chuồng số 12 nha. Đó thì có 6 con chèo màu Cao Bằng. Đó. Với lại 6 con chèo lửa bội giá rẻ. Bây giờ tới lửa đuôi dài nha. Rồi, lửa đuôi dài thì có được đúng một con lửa đuôi 18. Mắt móng mỏ tay chân là đầy đủ, tướng con này cũng khá là dài ha. Đuôi cũng hơi hơi tôm nhẹ xíu à. Hơi thôi nha, hơi hơi thôi nha. Con này chân hồng móng trắng nha anh chăm nha, 300k nha anh chăm nha. Đây nè, chuồng 21 nha. Đó, lửa đuôi 18. Ủa, ăn kìa, ăn kìa, ăn như chết đói kìa. À, mấy con mà nó chịu ăn như thế này nuôi nó rất là dễ nha anh chăm nha. À, nuôi nó rất là mau mau chơi. Rồi con này thì đuôi 19.5. 19.5 mở so le xíu nha. Đó, để cho anh chị em mình giá là 600k. Đó, 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 đó. Đó, thấy không? Sổ dọc nhiều lắm anh chị em à. Rồi đó, cái con này là chuồng 22 nha. Chuồng 22, đuôi 19.5 so le xíu à. Đó, để cho anh chị em mình 600k thôi. Đây nè. 600k nha. Rồi qua bên này chuồng 23 nè. 23 con này đẹp lắm nè. Đuôi đều đẹp bằng rang luôn, trời ơi, đứng từ ở trên mà nó đụng xuống đuôi xuống dưới luôn nè, thấy không? Con này là đuôi 2007, chuồng 23, đó, giá 1,3 triệu. Đó, con này thì già chim ức đậm đẹp ha, đó, tất cả chân tay bố bám rất là ngon lành ha. Đó, đuôi đều to ha, đây, đó, quay đây cho anh chị em mình xem được cái bản đuôi nữa. Nó con này chuồng 23 nha anh chị em nha. Cũng khá là dạng chim nha. Đây nè. Chuồng 23 nha. Rồi qua này chuồng 24. Chuồng 24, cái con này là cái con đuôi đuôi nó là 21. Đuôi 21 nha anh chị em nha. Con này cũng khá là tơ chim nha, cánh vàng khè nè. Ở đây em có ghi nè, đuôi 21 cánh vàng. Đó, ở đây em có ghi nè, anh chị em thấy không? Chuồng 24 nha. Đó, rất đẹp. Con này thì anh chị em mình mà chăm nha, chăm tốt, mồi tươi đồ này nọ các kiểu. Đó, mùa sau có thể là nó sẽ ra dài hơn nha. Nó cánh nó rất là tơ nè, cánh vàng khè anh chị em à. Đó. Rồi bây giờ em sẽ ngừng cái clip này, em lấy cái con than ra em review cho anh chị mình. Con than này hot nhiều lắm. Rồi. Wow wow wow, mình chào màu nó che che rồi đó, đó đó. Nãy giờ em đang nói với anh chị mình đó. Đó. Cái con than này, con than một mùa là hai bên nó cánh trắng rất là nhiều luôn nha anh chị em nha. Đó, anh chị em ơi, thấy không? Rất là nhiều luôn. Đó, cái cánh nó có một cọng lông trắng ở phía trên kia nó lên luôn nè anh chị em à. Mẫu của này phải nói rất là tuyệt vời luôn nha. Mà cái bên cánh bên kia kìa, ở đó anh chị em thấy cái cọng cánh trắng không? Đây đó, thấy chưa? Đó, cánh là cái bên kia kìa, nó mới nhiều. Đó, bên này thì nó được mấy cọng ha. Với lại một cái cọng mà anh thấy, anh chị em thấy ngay chỗ cái phần phao câu nó đó. Nó đang quay ra cho anh chị em mình xem nè. Đó, nói chung là hai. Đó đó đó, cái bên này nè, em nói bên này nè. Đó, bên này là cái bông cánh của nó là cánh trắng nó rất là nhiều luôn. Đó, chim này thì mắt móng mỏ tay chân anh chị em thấy không? Chân tay bố bám rất là tuyệt vời. Mẫu này không có cái gì mà chê được ha. Con này thì em treo nó ở nhà em, nó hot nhiều lắm. Hot nhiều lắm nha anh chị em nha. Đó, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn cái con này em tặng cho cái lồng này luôn nè. Mà nói trước, cái lồng này rất là đẹp mà em tặng cho anh chị em mình thì dĩ nhiên là cái con chim này nó phải có giá trị nhiều nha. Đó, hot lên thấy không? Hot luôn nha. Con này em treo ở nhà em là nó hot nhiều lắm anh chị em à, hot cả ngày à. Đó, cánh trắng đẹp không? Đó, bây giờ em sẽ lấy vô mang vô nhà em bắt ra em quay cho anh chị em mình xem để em bạch cánh trắng ra cho anh chị em mình xem ha. Thấy có ai giống như Thành không? Trời ơi, nè, đó. Giờ em sẽ bắt ra con này chân hồng nha. À, thấy không? Thấy chân hồng không? Thấy anh chị em thấy cái chân của nó không? Đó, tất cả móng đều rất là ok nha. Chim này một mùa nha. Đây nè. Mắt nè, chim này một mùa lông mới tinh nè anh chị em à. Đây hai bên mắt nè, u con này mắt đúng như mắt trắng luôn anh chị em à. Trời ơi, nè coi cái mắt nè, anh chị em thấy cái mắt không?
Trời ơi, con này giống đột biến vậy anh xem à. Dễ mang chưa? Để em chụp hình nó cái đã. Nè, bây giờ em sẽ cho anh xem mình xem cái những cái cánh trắng của nó nè. Đây. Lâu quá không làm chim bông. Bữa nay cầm tay nó rung anh xem à. Nè. Bên này là có bốn cọng cánh trắng nè. Rồi ở dưới này thì thôi khỏi phải nói rồi, dưới này thì nó rất là nhiều nè, anh xem thấy không? Nè. Đó, nguyên một chùm ở dưới này luôn nè. Phía trên này thôi là bốn cọng nha. Đây nè, trắng từ trong trắng ra luôn anh xem thấy không? Từ phía bên trong nè. Đó, từ nè, đó đó. Tất cả những cái cọng lông cánh trắng mà nhỏ nhỏ ở đây là nó bắt đầu nó trắng lên, trắng từ xương nha. Đây nè, trắng từ xương nha. Đó, bốn cọng nha. Bên này thôi là bốn cọng rồi nè. Ở đây nó cũng đang bắt đầu nó trắng ra nè, thấy không? Rồi, đó, bên này bốn cọng, còn bên này. Trời ơi mập ú anh chị em à. Trời ơi, nè nè, có bên này nó muốn hết luôn nè. U là trời coi nè. 1 cộng nè, 2 cộng nè, 3 cộng, 4 cộng, 5 cộng nè, 6 cộng nè, 7 cộng nè. U nè nè. Nguyên phía trên này nó trắng hết luôn nè anh chị em nè. Đó. Dễ man chưa? U là trời ơi, bây giờ có ai mượn cái bàn tay của ai ra để chụp hình giùm mình để làm cái hình avatar coi. Đó. Con này rất là đẹp luôn anh chị em à, coi nè. Con này để cho anh chị em mình mềm thôi. Đó. Wow 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 wow. Con này để cho anh chị em mình giá 7 đồng thôi nha. Đó. Nè coi nè. Trời ơi, giờ có ai? Giờ không biết sao chụp hình ta. Dạ dạ dạ. Giờ sao chụp hình ta? Nè, học con bàn khe nè. Mà nó hot ghê lắm. Trời ơi. Bây giờ sao ta? Giờ sao chụp hình ta? À đây, đó, như này đi ha. Như này đi, không biết là anh chị em mình có thấy rõ không? Ok. Rồi, để em thả nó vô lồng nhanh cho em nha. Đó. Anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn thì cứ alo lại giùm cho em nha. Đó. Hàng này rất là hiếm anh chị em à. Thấy không? Chè than mà mắt trắng cánh trắng luôn nè, thấy không? Cả hai bên nha. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp ha. Coi. Rồi, thả vô. Thả vô, đó. Rồi đó, rất là đẹp nha. Đấy nè anh chị em mình ơi. Đó, anh chị em nào mà có nhu cầu bảo tồn thì alo lại giùm cho em nha. Con này về, ui trời ơi, nó bung cánh rồi. Ui trời ơi. Đẹp không? Đó, hàng này anh chị em mình về coi như là làm cảnh hay là nuôi sinh sản gì hay là nói chung là tùy anh chị em mình. Có tiền là có quyền nha. Ui hot luôn á. Trời ơi, wow. Rồi bye bye và xin kính chúc toàn thể quý anh chị em một cái ngày mới thật là nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha.